Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 88. Diệp Bắc Minh vội bổ sung một câu, tuy lúc đó đại sư tỷ ngã xuống. Nhưng sau đó thần hồn của tỷ ấy tự thoát khỏi đài đoạn hồn, đợi khi đệ gặp lại tỷ ấy thì là ở trên đài phong thần. Đệ chắc chắn người đó là đại sư tỷ, nhưng tỷ ấy như không quen đệ vậy. Nhớ lại tình hình lúc đó. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, đệ nghĩ, đại sư tỷ có lẽ có suy nghĩ của mình. Nơi này không thể ở lâu, chúng ta rời khỏi thành vạn tượng trước thì hơn. Rời khỏi. Ngoại trừ Vương Như Yên và Lục Tuyết Kỳ vừa lấy lại linh hồn, bảy sư tỷ còn lại đều cau mày theo bản năng. Khó, khó, quá khó. Đông Phương Xá Nguyệt cười khổ một tiếng, nếu chúng a có thể rời khỏi đây thì sớm đã rời khỏi rồi. Diệp Bách Minh nghi hoặc, sao thế? Chẳng lẽ các tỷ không thể rời khỏi? Đạm Đài Yêu Yêu nhìn Diệp Bắc Minh một cái, đệ, không chỉ là các tỷ không thể rời khỏi. Đệ cũng không thể rời khỏi. Vô số võ giả lén vượt biên trong thành vạn tượng đều không thể rời đi. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt không hiểu, tại sao? Đạm Đài Yêu Yêu giải thích, thần giới khác với hạ giới, pháp tắc của thần giới vô cùng hoàn thiện. Võ giả của vị diện cấp thấp khác tiến vào thần giới, phải có được sự công nhận của pháp tắc thần giới. Nếu không được công nhận, thì là kẻ vượt biên không có thân phận. Kẻ vượt biên chỉ có thể thoi thóp hơi tàn trong thành vạn tượng, một khi rời khỏi phạm vi của thành vạn tượng sẽ lập. Tức bị thiên lôi pháp tắc đột ngột giáng xuống đánh chết. Nói xong, nhìn sang Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, hàng vạn năm nay, chưa từng có ngoại lệ. Diệp Bắc Minh giật mí mắt, đáng sợ thế ư. Lập tức truyền âm, tiểu tháp, còn có chuyện như này à? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, đương nhiên, đó là để ngăn người ở hạ giới có sức mạnh tiến vào vị diện cao hơn. Một người đắc đạo, chó gà thăng thiên, lợi dụng thiếu thế giới theo người đưa theo người nhà, bạn bè cùng vượt qua chướng ngại của vị diện cấp cao thiết lập. Trừ phi đi con đường thần giáng lựa chọn, hoặc là thực lực bản thân đủ mạnh. Xu không võ giả thực lực cường mạnh vì tiện đưa người từ hạ giới lên, chẳng phải sẽ loạn hết lên sao? Con mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Nói như vậy thì người trong Côn Luân hư thượng cổ cũng không thể ra được. Có thể nói như vậy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói một cách chắc chắn. Diệp Bắc Minh nhìn sang Đạm Đài Yêu Yêu, Tiểu Yêu tỷ tỷ, có cách gì có thể thoát khỏi thân phận kẻ vượt biên không? Đương nhiên là có. Đạm Đài Yêu Yêu gật đầu, trước mắt xem ra có hai cách. Thứ nhất, được chủ thành vạn tượng công nhận. Thứ hai, được vào danh sách những kẻ vượt biên được giải trừ thân phận của các thế lực khác của thần giới. Kẻ vượt biên ở lại trong thành vạn tượng, có thể mang thế rất nhiều lợi ích cho thành vạn tượng. Một năm nay, số người thoát khỏi thân phận kẻ vượt biên từ chỗ chủ thành vạn tượng đếm trên đầu ngón tay. Còn về cách thứ hai, nếu kẻ vượt biên của thành vạn tượng có thể được tông môn của thần giới tiếp nhận, thì sao phải đi con đường vượt biên? Diệp Bắc Minh lắc đập cùng rồi. Nói như vậy, chúng ta vào đường. Có thể nói như vậy, Đạm Đài Yêu Yêu gật đầu, Diệp Bắc Minh trầm ngâm một lát, để đệ nghĩ cách. Liền sau đó, lấy ra một miếng ngọc bội từ trong chiếc nhẫn chữ vật. Truyền một luồng chân nguyên vào trong đó. Một giọng nói vui mừng truyền ra từ trong ngọc bội, cậu Diệp, cuối cùng cậu cũng liên lạc với tôi rồi, tình hình cậu ở thành vạn tượng thế nào rồi? Có chuyện gì cần tôi giúp phải không? Chính là Vương Yên Nhi. Diệp Bắc Minh gật đầu, cô Yên Nhi. Đúng là có một chuyện nhờ cô. Được, cậu nói đi, Vương Yên Nhi cười nói. Diệp Bắc Minh không vòng vo, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình, tôi cần 12 suất giải trừ thân phận kẻ vượt biên. Cái gì? Vương Yên Nhi sợ giật mình, hơi lắp bắp cậu. Cậu Diệp, cậu đang đùa phải không? Khó lắm hả, Diệp Bắc Minh cau mày. Vương Yên Nhi cười khổ một tiếng, cậu Diệp, cậu đã biết chuyện kẻ vượt biên. Thì chắc là biết pháp tắc thần giới đáng sợ thế nào phải không? Cho dù là nhà họ Vương toi, trong 10 năm cũng chỉ có một suất thôi. 12 suất, trừ phi là kiểu như điện thần hoàng. Nếu không, cho dù là các thế lực như Chấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh các cộng lại cũng không có được. Diệp Bắc Minh biết con đường này không ổn. Liền nói một câu cảm ơn, được, cảm ơn đã cho tôi biết. Lúc sắp kết thúc trò chuyện. Đợi đã. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giọng của Vương Yên Nhi lại vang lên, cậu Diệp, tuy tôi không biết cậu cần nhiều suất thế làm gì. Nhưng Yên Nhi biết có một tông môn có lẽ có đủ số suất.
Ồ, tông môn nào? Diệp Bắc Minh khế động trong lòng. Vương Yên Nhi lên tiếng, hàng trăm năm trước có một tông môn tên là Thái Dương Tông, thực lực của họ không phân cao thấp với Điện Thần Hoàng. Sau này không biết tại sao Thái Dương Tông bị tiêu diệt chỉ trong một đêm. Thái Dương Tông chủ và mười mấy vị Thái Thượng trưởng lão đều bị phơi thây đầu phố. Hàng trăm năm trôi qua, số suất của Thái Dương Tông chắc chắn là đủ. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, cô Yên Nhi đang đùa à? Cô nói Thái Dương Tông đã bị tiêu diệt hàng trăm năm, tôi làm sao tìm được người của Thái Dương Tông? Vương Yên Nhi cất giọng ngưng trọng, cậu Diệp có điều không biết, nghe nói có người dạo này phát hiện thánh tử năm đó của Thái Dương Tông ở thành Vạn Tượng. Ông ta đã điên khùng, trở thành một ông lão già nua. Nhưng vẫn có người nhận ra, ông lão này giống với bức tranh thánh tử Thái Dương Tông năm đó đến 7-8 phần. Diệp Bắc Minh hít khí lạnh, nếu tất cả là thật, thánh tử của Thái Dương Tông chẳng phải sống đến hàng triệu năm à? Phụt! Vương Yên Nhi phì cười. Cậu Diệp đừng kinh ngạc, thần giới và hạ giới khác. Nhau! Tuy hàng triệu năm rất lâu, nhưng chỉ cần tiến vào cảnh giới tổ thần thì có thể sống đến triệu năm. Hai người lại nói chuyện một lát, rồi kết thúc cuộc trò chuyện, được, cảm ơn cô Yên Nhi, tôi biết rồi. Sau khi cất ngọc bội, Diệp Bắc Minh nói với các sư tỷ chuyện về Thái Dương Tông. Đã như vậy, sự việc không thể chậm trễ, chúng ta lập tức đi tìm thánh tử của Thái Dương Tông, Thiên Nhận Băng gật đầu, nhìn xung quanh. Không thể ở lại lâu Vạn Hoa được nữa, kẻ đứng sau Độc Cô Vấn Thiên và Tiêu Một chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta. Đám người Diệp Bách Minh mau chóng bỏ đi. Thành Vạn Tượng cực lớn, các loại võ giả vượt biên. Lại thêm người bình thường được sinh ra sau này. Dân số phải vượt hơn 100 triệu người. Trên người Diệp Bắc Minh có rất nhiều tài nguyên, tìm một nơi dừng chân rất đơn giản. Sân viện không lớn, đủ để chứa 9 vị sư tỷ và 3 người nhà Diệp Bắc Minh. Mẹ, con đói, sau khi Diệp Nặc tỉnh lại, yếu ớt gọi một câu. Diệp Bắc Minh không nói nhiều, giơ tay lấy ra mười mấy quả màu đỏ, Nặc Nhi, con ăn cái này đi. Long huyết bồ đề. 9 vị sư tỷ và Đông Phương Xá Nguyệt cùng kinh hãi hô một tiếng. Đông Phương Xá Nguyệt ngăn lại nói, Diệp Bắc Minh, vật này cực kỳ hiếm có, cho Nặc Nhi ăn có phải lãng phí quá không? Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, con gái tôi ăn gì cũng không lãng phí. Nói xong, nhét vào tay Nặc Nhi, cảm ơn bối. Diệp Nặc cầm long huyết bồ đề, cắn một miếng, lập tức. Tinh thần sảng khoái, thơm quá, ngon quá. Diệp Bắc Minh cười. Nếu Nặc Nhi thích, sau này ngày nào cũng được ăn. Sau đó, chuyển ánh mắt nhìn sang Đông Phương Xá Nguyệt, vừa nãy cô gọi tôi là gì? Diệp Bắc Minh. Đông Phương Xá Nguyệt đỏ mặt, nếu không thì sao? Tôi phải gọi anh là gì? Anh chỉ biết ức hiếp mẹ con tôi, nếu không phải là anh, hai mẹ con tôi làm sao lại? Còn chưa nói hết câu, Diệp Bắc Minh đã tiến lên một bước. Bá đạo ôm chặt Đông Phương Xá Nguyệt, mấy sư tỷ thấy vậy liền cười trộm. Nháy mắt với nhau, lặng lẽ ra khỏi sân viện. Cùng lúc đó, ở một góc phố ẩm ướt trong thành Vạn Tượng. Một ông lão vô cùng nhếch nhác với mái tóc rối bù trông như ăn xin nắm giữa phố. Được rồi, lão ăn xin, lại là ông. Một võ giả hơi mập đi đến, nhìn thấy ông lão cản đường không hề khách sáo quát, còn không mau cút ra. Chặn đường của ông đây. Nếu còn không cút, sau này ông đây gặp ông một lần sẽ đánh ông một lần. Ông lão nhếch nhác bò lên, không nói một lời đi vào trong góc u tối. Võ giả hơi mập thấy vậy tức giận quát, mẹ kiếp, tôi nói với ông mà ông không nghe thấy hả? Điếc hay là câm, vãi. Tôi thấy ông đáng ngứa ngáy muốn ăn đòn đấy. Bước dài lên một bước, năm ngón tay tóm lên bả vai của ông lão nhếch nhác. Liền sau đó, bù, có thể của ông lão rung lên, đôi mắt vốn màu xám cho lập tức sáng lên. Trong cơ thể bùng phát ra một luồng hào quang vô cùng rực rỡ. Đây là cái gì? Võ giả hơi mập kinh hãi đến chố mắt há hốc miệng. Chỉ thấy một mỗi khúc xương trong cơ thể ông lão nhếch nhác tỏa ra hào quang bảy sắc. Xung quanh dường như có tiếng rồng gầm vang lên. Một luồng sức mạnh cường mạnh ập đến, hẳn không nhịn được thụp một cái quỳ xuống đất. Ông lão nhếch nhác dường như không nhìn thấy võ giả hơi mập quỳ xuống, mà kinh ngạc nhìn về hướng nào đó, là ai? Mang tay trái của thần đến thành Vạn Tượng. Lúc này, trong đại điện lầu Vạn Hoa, sắc mặt Tiêu Vô Tướng tái xanh, như sắp bùng phát.
Ông ta được biết con trai Tiêu Một chết dưới tay một kẻ vượt biên, thì cũng thôi đi. Ngay cả con trai của Độc Cô Thần Hoàng đều chết, đầu nổ tung, cơ thể không đầu nằm một bên. Con trai đã chết, có thể sinh đứa khác. Con trai của Độc Cô Thần Hoàng chết, chẳng may trách tội xuống. Một thần tôn nhỏ bé như ông ta, đâu có đắc tội nổi. Tiêu Vô Tướng nổi lên như sấm, đồ ăn hại, các người đều là một lúc ăn hại. Mỗi năm tôi tốn lượng lớn tài nguyên nuôi chúng mày có. Tác dụng gì, vào lúc quan trọng lại không bảo vệ được công tử Độc Cô. Trong đại điện, hàng trăm cung phụng cảnh giới thiên thần đều cúi đầu. Bỗng nhiên, một ông lão đứng ở cửa quát lên, là kẻ nào mà to gan như vậy? Chủ thành vạn tượng ở đây, còn không quỳ xuống dập. Đầu, xoạt, tất cả mọi người cùng quay đầu, chỉ thấy một thanh niên không biết xuất hiện ở cửa đại điện từ lúc nào. Trong lúc mọi người đều ngẩn người, Tiêu Vô Tướng sải bước lớn tiến lên. Khom lưng 90 độ. Đầu toát đầy mồ hôi, run rẩy hỏi, tiền bối Độc Cô, sao ngại lại đến đây? Cái gì, đố là Độc Cô Thần Hoàng, cũng được gọi là Độc Cô Bá Đạo của Bá Đạo Thần Hoàng ư. Trong rất trẻ mài mọi người kinh ngạc. Họ còn nghĩ Độc Cô Bá Đạo là một người đàn ông trung niên cao to, không ngờ lại nho nhã như vậy. Giống như một thư sinh khoảng 20 tuổi. Độc Cô Bá Đạo không nhìn đến đám người, bước đến trước thi thể không đầu của Độc Cô Vấn Thiên. Tiện tay điểm một cái, một luồng ánh đỏ máu bắn ra. Rắc rắc, một tiếng giòn tan vang lên. Một chiếc dây chuyền trước ngực ở thi thể không đầu nổ tung, một luồng huyết quang bay ra lập tức chui vào trong thi thể không đầu. Liền sau đó, thi thể không đầu lại run lên. Chậm rãi bò dậy. Một cái đầu mới dần mọc ra trước mặt tất cả mọi người. Làm sao có thể? Con người của những người có mặt giãn to, giống như nhìn thấy mét. Xoạt. Tiêu Vô Tướng hít khí lạnh, thuật phần thần, chia nguyên thần thành hưu. Chỉ dù nguyên thần chính hoàn toàn hủy diệt, chỉ để lại một chút phân thần thì vẫn có thể sống lại. Đầu toát đầy mồ hôi, run rẩy hỏi, tiền bối Độc Cô, sao ngại lại đến đây? Cái gì? Đố là Độc Cô Thần Hoàng, cũng được gọi là Độc Cô Bá Đạo của Bá Đạo Thần Hoàng ư. Trong rất trẻ mài mọi người kinh ngạc. Họ còn nghĩ Độc Cô Bá Đạo là một người đàn ông trung niên cao to, không ngờ lại nho nhã như vậy. Giống như một thư sinh khoảng 20 tuổi. Độc Cô Bá Đạo không nhìn đến đám người, bước đến trước thi thể không đầu của Độc Cô Vấn Thiên. Tiện tay điểm một cái, một luồng ánh đỏ máu bắn ra. Rắc rắc, một tiếng giòn tan vang lên. Một chiếc dây chuyền trước ngực ở thi thể không đầu nổ tung, một luồng huyết quang bay ra lập tức chui vào trong thi thể không đầu. Liền sau đó, thi thể không đầu lại run lên. Chậm rãi bò dậy. Một cái đầu mới dần mọc ra trước mặt tất cả mọi người. Làm sao có thể? Con người của những người có mặt giãn to, giống như nhìn thấy mét. Xoạt. Tiêu Vô Tướng hít khí lạnh, thuật phần thần, chia nguyên thần thành hưu. Chỉ dù nguyên thần chính hoàn toàn hủy diệt, chỉ để lại một chút phân thần thì vẫn có thể sống lại. Chỉ cần phân thần chưa bị diệt, mãi mãi bất tử bất diệt, thủ đoạn thật khủng bối. Độc Cô Bá Đạo quay đầu, ánh mắt nhìn qua như kiếm sắc, ông cũng biết nhiều đấy, thuật phân thần của bản hoàng mà ông cũng biết. Không dám. Tiêu Vô Tướng sợ đến run lẩy bẩy, thụp một tiếng quỳ xuống đất. Lúc này, sâu trong đáy mắt ông ta chỉ có nỗi sợ. Độc Cô Bá Đạo cảm thấy vô vị, nhìn sang Độc Cô Vấn Thiên, Thiên Nhi, rốt cuộc đã có chuyện gì? Bố cho ân đạo hàng bảo vệ con, mà ngay cả nguyên thần chính của con cũng bị diệt. Sắc mặt Độc Cô Vấn Thiên chẳng bệch, nhớ đến vừa nãy bị một quyền của Diệp Bắc Minh đánh nổ đầu. Trong lòng vẫn vụt lên nỗi sợ, bố, con phát hiện ra xương chí tôn. Con nói cái gì? Độc Cô Bá Đạo cau chặt mày. Ngay cả Tiêu Vô Tướng ở bên cạnh cũng ngẩn người. Buột miệng nói, xương chí tôn cực kỳ quý hiếm, cho dù là thần giới muốn tìm được một khúc thì cũng khó hơn lên trời. Một tên nhóc từ hạ giới lén vượt biên đến, làm sao có thể có xương chí tôn? Độc Cô Vấn Thiên nhìn qua, tôi nói hay là ông nói? Độc Cô Bá Đạo càng không vui nhìn cùa. Tiêu Vô Tướng sợ rụt cổ, công tử Độc Cô, là tôi nhiều lời. Độc Cô Bá Đạo cau mày, Thiên Nhi, con chắc chắn là xương chí tôn chứ? Độc Cô Vấn Thiên gật đầu, chắc chắn, và khẳng định là nó. Trên người tên nhóc mày không có khí tức của cảnh giới nào hết, con cũng không thấy ha thi triển võ kỹ nào.
Mỗi lần hắn tấn công đều dùng tay trái, một quyền có thể bùng phát ra một con huyết long. Đúng rồi, hơn nữa trên người hắn còn có phần thiên chi diễm trên dị hỏa. Nghe thấy bốn chữ phần thiên chi diễm, Độc Cô Bá Đạo hoàn toàn không thể bình tĩnh, vội tóm tay của Độc Cô Vấn Thiên, Thiên Nhi, con nói gì? Phần thiên chi diễm. Độc Cô Vấn Thiên ngẩn người, bố, sao bố kích động như vậy? Độc Cô Bá Đạo giải thích, bố đã là thần hoàng đỉnh phong, chỉ cách tổ cảnh một bước cuối cùng. Chỉ tiếc là mãi không thể đột phá. Bố tìm được một cách, bây giờ chỉ thiếu một ngọn lửa chí cang chí dương. Vừa hay phần thiên chi diễm phù hợp, Thiên Nhi, con chắc chắn là phần thiên chi diễm không? Độc Cô Vấn Thiên vui mừng. Bố, con chắc là phần thiên chi diễm. Độc Cô Bá Đạo đỏ mặt, tên nhóc đó là kẻ vượt biên, không thể rời khỏi thành Vạn Tượng. Quát nhẹ một tiếng, Tiêu Vô Tướng. Tiêu Vô Tướng vội vàng trả lời, tiền bối, có tôi. Độc Cô Bá Đạo lạnh lùng nhìn hắn, điều động tất cả lực lượng của cậu, cho dù đào ba tấc đất cũng phải tìm ra tên nhóc đó cho tôi. Một khi có tin của hắn, lập tức báo cho tôi. Bố ơi, sao bố lại đè lên người mẹ? Trong phòng, Diệp Nặc ngây thơ lên tiếng hỏi. Bố đừng ức hiếp mẹ, được. Mở to đôi mắt vô tê không? Vừa nãy mẹ đã cầu xin rồi, bố là người xấu. Diệp Bắc Minh. Đông Phương Xá Nguyệt đỏ bừng mặt, vội kéo chăn che người. Nặc Nhi đừng nói linh tinh, bố không ức hiếp mẹ. Còn nữa, con đừng nói chuyện này với mấy gì, biết chưa? Diệp Nặc nghe lời gật đầu, Nặc Nhi biết rồi. Đông Phương Xá Nguyệt khen một câu, Nặc Nhi ngoan quái. Rồi trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh một cái, đều tại anh, vừa gặp đã muốn làm chuyện đó. Còn bị con nhìn thấy. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt vô tội, vừa nãy rõ ràng là em ra tay trước. Anh còn nói. Đông Phương Xá Nguyệt xấu hổ dậm chân, hai người đã lâu chưa gặp nhau, nhất thời không kiềm chế được thôi. Bỗng nhiên, bên ngoài cửa vang lên giọng nói, tiểu sư đệ. Diệp Bắc Minh mặc quần áo ra mở cửa. Đạm Đài Yêu Yêu hít ngửi, mùi gì vậy? Khụ khụ, không có gì. Diệp Bắc Minh vội chuyển chủ đề, tiểu yêu tỷ tỷ, sao thế? Đạm Đài Yêu Yêu tỏ vẻ mặt ngưng trọng, chủ của thành Vạn Tượng Tiêu Vô Tướng về thành rồi, đã CS người lục soát cả khu vực này diện rộng. Rất nhanh sắp tìm đến nhà chúng ta rồi, chúng ta nên rời đi thôi. Các sư tỷ sư muội đã thu dọn xong, tỷ ra sân viện trước đợi mọi người. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Sau khi về phòng cùng Đông Phương Xá Nguyệt thu dọn tất cả, rồi đến sân viện. Chín sư tỷ đã chuẩn bị xong, mấy người chân trước vừa rời khỏi sân viện. Diệp Nặc bỗng chạy về một hướng, ông ăn xin, sao ông lại ở đây? Mọi người nhìn qua, chỉ thấy một ông lão nhếch nhác ngồi trong góc. Nhìn thấy Diệp Nặc chạy đến, liền đưa hai viên kẹo qua, nghe nói mọi người định đi. Cho cháu đấy. Diệp Nặc nhận lấy kẹo, rồi đưa Long Huyết Bồ Đề qua, ông ăn xin, Nặc Nhi cũng có đồ ngon. Ồ, Long Huyết Bồ Đề, đồ tốt. Ông lão nhếch nhác cười, tóm lấy nuốt xuống. Diệp Bắc Minh cau mày, ông ta là ai? Đông Phương Xá Nguyệt giải thích, một lão ăn xin không rõ họ tên, trước đây khi ở khu ổ chuột ngẫu nhiên gặp được. Cũng không biết làm sao Nặc Nhi quen ông ta, nhưng ông ta rất tốt với Nặc Nhi, không uy hiếp gì. Diệp Bắc Minh nghiêm con mắt nhìn qua, lại không nhìn thấy cảnh giới thực sự của lão ăn xin. Tiểu Tháp, có thể cảm nhận được cảnh giới của ông ta không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc một lát, giọng nói vang lên, tổ cảnh. Cậu nhóc, cậu rất may mắn. Có lẽ ông ta là thánh tử của Thái Dương Tông. Vãi! Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, trùng hợp vậy sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười, thứ nhất, cậu may mắn đến nghịch thiên. Thứ hai, tuy lão ăn xin này đang giao lưu với Nặc Nhi, nhưng rõ ràng là đến vì cậu. Thứ ba, trên người ông ta có thứ ẩn giấu khí tức, nhưng không ngăn được bản tháp thăm dò. Diệp Bắc Minh ngẩn người, nhằm vào tôi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, bản tháp có thể cảm nhận được ông ta đến vì cậu, cụ thể mục đích là gì thì cậu phải tự đi hỏi. Nhìn con gái và ông lão nhếch nhác trò chuyện. Diệp Bắc Minh chậm rãi tiến lên, tùy tiện cầm tay Diệp. Nặc, đường đường thánh tử Thái Dương Tông, lại muốn làm lão ăn xin trong thành Vạn Tượng, rốt cuộc là vì sao? Tiểu sư đệ nói gì? Ông ta là thánh tử Thái Dương Tông. Tiểu sư đệ đùa phải không? Chúng ta đã gặp lão ăn xin này một năm trước rồi. Tiểu sư đệ,
đệ nói có thật không? Mấy sư tỷ kêu lên một tiếng, tràn đầy chấn kinh. Ông lão nhếch nhác rõ ràng ngẩn người, sâu trong đôi mắt đục ngầu lóe lên vẻ ngạc nhiên. Ông ta bình tĩnh cười, cậu nhận nhầm người rồi, cái gì mà Thái Dương Tông với Nguyệt Lượng Tông, tôi không biết cậu có ý gì. Diệp Bắc Minh cau mày, tiền bối không muốn thừa nhận, đương nhiên có lý do của mình. Có điều, bây giờ tôi gặp rắc rối. Chỉ có Thái Dương Tông có thể giúp chúng tôi thoát khỏi thân phận kẻ vượt biên, nếu có thể, chúng tôi hy vọng tiền bối có thể giúp đỡ. Ông lão nhếch nhác cười, ha ha ha, cậu thực sự nhận nhầm người rồi. Tôi chỉ là một lão ăn xin, không phải thánh tử Thái Dương Tông gì. Cô bé, ông đi đây. Ông ăn xin, tạm biệt. Nặc Nhi vẫy tay. Diệp Bắc Minh hét lớn theo bóng lưng của ông lão nhếch. Ông thực sự không muốn chấn hưng lại Thái Dương Tông sao? Ông thực sự nỡ lòng để Thái Dương Tông tuyệt tự sao? Cơ thể ông lão nhếch nhác run lên, rẽ vào góc phố biến mất. Diệp Bắc Minh thầm lắc đầu, tiểu tháp, xem ra còn đường Thái Dương Tông này cũng không đi được rồi. Tiểu sư đệ, bọn họ đến rồi, mau chạy đi. Hoàng hậu Hồng Đào và Liễu Như Khanh đang canh chừng gần đó xông đến, hai người vô cùng nhếch nhác. Hiển nhiên là đã giao đấu. Muốn chạy hả, nằm mơ đi. Tìm được rồi, mau đi thông báo cho người khác. Thành chủ có lệnh, ngoại trừ thanh niên tên Diệp Bắc Minh, còn lại giết hết. Mười mấy bóng người xông đế, lại đều là cảnh giới thiên thần. Một người đàn ông trung niên tổng đó khóa chặt Liễu Như Khanh, hóa thành tàn ảnh lướt qua, còn muốn báo tin. Xuống địa ngục đi, đập ra một chưởng, lao về phía sau lưng Liễu Như Khanh với tốc độ cực nhanh và đập đến. Phụt, rắc một tiếng trầm bức, Liễu Như Khanh phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Diệp Bắc Minh gầm thét một tiếng, thất sư tỷ, ảnh thuấn. Đỡ lấy Liễu Như Khanh sắp rơi xuống đất, cô ấy sớm đã hôn mê bất tỉnh. Nhìn về phía sau, một mảng máu thịt lẫn lộn, cốt sống gãy đứt. Vãi! Mày muốn chết hải Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng, mấy kim châm cắm xuống, ổn định thương tích cho Liễu Như Khanh, cửu sư tỷ, chăm sóc thất sư tỷ. Người đàn ông trung niên thấy vậy, cười dữ tợn, cái thứ gì? Cũng dám đối đầu với tao. Đập một chưởng về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh tấn công ra một quyền với lửa giận ngút trời. Người đàn ông trung niên kêu thảm một tiếng, bàn tay rách toác, kinh hãi lùi lại, xương chí tôn. Diệp Bắc Minh đuổi theo. Tóm lấy bả vai ông ta, hầm hầm đập xuống đất. Choang một tiếng vang lên. Mặt sàn đá nổ tung, người đàn ông trung niên thê thảm muốn bỏ lên. Phần thiên chi diễm. Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng, một luồng hỏa long từ trên trời giáng xuống. Bù. Người đàn ông trung niên vừa phát ra tiếng kêu thảm, chớp mắt bị ngọn lửa nuốt chừng. Giọng nói ngưng bặt. Xúc sinh. Mày thật độc ác, các cảnh giới thiên thần khác nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái, kiêng sợ lùi lại. Tên nhóc này có xương chí tôn, thực lực tạm thời chưa rõ, đừng đối chọi với hắn. Giữ chân hắn là được, mấy người thành chủ và độc cô thần hoàng sắp đến rồi. Những người cảnh giới thiên thần này nháy mắt với nhau, đều lùi ra cách mấy trăm mét. Diệp Bắc Minh quay đầu, mọi người đi trước, đệ ngăn hỏi. Đông Phương Xá Nguyệt lắc đầu, không được, muốn đi thì cùng đi. Thiên Nhận Băng tiến lên, ôm lấy Diệp Nặc, tiểu sư đệ cắt đuôi cho chúng ta, đệ ấy bảo chúng ta đi đương nhiên đệ ấy tự có sắp xếp. Lạc Ly, Tử Cơ, các muội bảo vệ cô Đông Phương. Như Yên, Hồng Đào, Tuyết Kỳ, các tỷ chăm sóc Như Khanh. Còn lại yểm hộ cho tỷ, đi, mấy người quay người rời đi. Một ông lão mặc áo choàng xám hét lớn, đuổi theo tôi, đừng để họ chạy. Ba bóng người lập tức lướt qua, đuổi theo mấy người Thiên Nhận Băng. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, ảnh thuấn chặn trước ba người, các ông muốn đi đâu? Ở lại hết cho tôi. Tấn công ra một quyền. Gru. Một con huyết long từ xương chí tôn xông ra, ba ông lão. Áo choàng xám như bị xe lửa phi nhanh đụng phải, đập xuống đất như chó chết. Phun máu điên cuồng. Chưa kịp giết ba người, chỉ thấy bốn người còn lại sắp đuổi đến mấy sư tỷ. Diệp Bắc Minh gầm một tiếng, tất cả ở lại hết cho tôi. Dầm chân, dùng huyết hỏa, ra đây cho tao. Tay trái chí tôn đè về phía trước. Gru. Một con huyết long khổng lồ trăm trượng xông ra, dung hợp với phần thiên chi diễm cuồn cuộn đến. Khoảnh khắc bốn người cảnh giới thiên thần sơ kỳ dính vào phần thiên chi diễm, đều hóa thành người lửa.
Mặc cho họ tung ra hết các thủ đoạn, cũng không thể dập tắt dị hỏa trên người. À, dị hỏa, đây là dị hỏa không thể dập tắt, họ hóa thành cho bụi trong tiếng kêu thảm thiết kinh sợ. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, lên phía trước nhất, ai dám tiến lên một bước, có thể thử xem L. Những kẻ đuổi theo thấy vậy sợ đến không ngừng lùi lại. Cùng lúc đó trong đại điện phủ thành chủ, trước một đá thủy tinh khổng lồ, bên trong hiện ra cảnh Diệp Bắc Minh đang ra tay. Độc Cô Vấn Thiên kích động nói, bố à, bố nhìn thấy chưa ồ. Tên nhóc này vừa có tay trái chí tôn, vừa có phần thiên chi diễm. Con rồng đó là hắn dùng tay trái chí tôn, kết hợp với phần thiên chi diễm để gọi dai. Ánh mắt Độc Cô Bá Đạo lóe sáng, nhìn chăm chăm hình ảnh trong đá thủy tinh, quả nhiên là phần thiên chỉ diễm, xem ra tự khắc có an bài trong tối tăm. Ông trời đã chuẩn bị cho ta ngọn lửa cần có để tiến vào cảnh giới tổ thần, Tiêu Vô Tướng, bản tọa cho ông một cơ hội lấy công chuộc tội. Tiền bối, mời ngài nói. Tiêu Vô Tướng mau chóng tiến lên, quỳ một chân xuống. Độc Cô Bá Đạo chỉ về hướng đám người thiên nhận băng bỏ chạy, đưa họ về đây. Thiên nhi, chúng ta đi gặp tên nhóc vừa có xương chí tôn vừa có phần thiên chi diễm này. Diệp Bắc Minh vừa giải quyết xong một người cuối cùng. Một thanh niên bỗng xuất hiện, giống như chỉ vừa dịch chuyển. Cách anh chưa đến 2 mét, để tôi thử tay trái chí tôn của cậu. Độc Cô Bá Đạo cười một tiếng, có vẻ như tấn công ra một quyền tùy ý. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục quát lớn, cảnh giới thần hoàng đỉnh phong, nhóc con, cẩn thận. Tiếc là đã muộn, Diệp Bắc Minh đã tấn công ra một quyền. Phập, khoảnh khắc hai người tiếp xúc, Độc Cô Bá Đạo lùi lại 3 bước. Diệp Bắc Minh trực tiếp bay ngược trở ra, cả tay trái nổi gân xanh, máu tươi đầm đìa. Độc Cô Bá Đạo cười, tay trái chí tôn, chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Thiên nhi, con chém cánh tay của hắn xuống đi. Độc Cô Vấn Thiên tỏ ánh mắt hung dữ, phế vật chính là phế vật, cho dù có xương chí tôn cũng là phế vật. Chẳng phải mày rất lợi hại sao? Trước mặt bố tao có cảnh giới thần hoàng đỉnh phong mày là cái thá gì? Diệp Bắc Minh cố nhẫn nhịn cơn đau ở tay trái, lạnh lùng nhìn Độc Cô Vấn Thiên, bố của mày là cảnh giới thần hoàng đỉnh phong thì đã làm sao? Bị một quyền của tao đánh cho nổ đầu, rốt cuộc ai mới là phế vật? Câu nói này đâm sâu vào Độc Cô Vấn Thiên. Mày muốn chết hải? Hắn gầm lên một tiếng, trực tiếp lao về phía Diệp Bắc Minh, tao phải bắt mày quỳ xuống dưới chân tao cầu xin, tao còn muốn dẫm đạp từng người đám phụ nữ của mày đến chết. Chết đi cho tao. Trong tay Độc Cô Vấn Thiên có thêm một con dao màu vàng, chém về phía đỉnh đầu của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh dùng hết tất cả sức lực giơ tay trái chí tôn. Choang, một tiếng tóm chặt con thần dao màu vàng, tay phải tấn công ra một quyền. Độc Cô Vấn Thiên bay ra giống như chó chết, xương ngực lõm xuống. Còn phun ra một ngụm máu tươi trong không trung, đập mạnh xuống đất mày. Tay trái của mày chẳng phải đã bị phế rồi sao? Diệp Bắc Minh cười chế nhạo, đánh tên phế vật như này, còn cần đến tay trái chí tôn. Độc Cô Bá Đạo cũng không nhìn được cau mày, thiên nhị, bò lên. Ông ta đã phế tay trái chí tôn của Diệp Bắc Minh. Lại bảo Độc Cô Vấn Thiên ra tay. Là để con trai đích thân giết kẻ thù. Như vậy có thể khôi phục trái tim võ đạo bị tổn thương của Độc Cô Vấn Thiên, không ngờ Độc Cô Vấn Thiên còn không đánh lại được Diệp Bắc Minh sau khi đã bị phế tay trái chí tôn. Ông ta hơi thất vọng. Cảm nhận được bố rất thất vọng, Độc Cô Vấn Thiên vội vàng bò lên đi về phía Diệp Bắc Minh, bố, con nhất định giết được tên phế vật này. Khoảnh khắc xông lên. Phập. Diệp Bắc Minh giơ chân đá bay. Độc Cô Vấn Thiên lại nhếch nhác bay đi. Rốt cuộc ai mới là phế vật? Sau khi Độc Cô Vấn Thiên lại bò lên, xông lên như phát điên, Diệp Bắc Minh, mày thật đáng chết. Phập, bất lực nổi giận gào thét. Phập, phế vật, mày nói ai? Phập, không có bố của mày ở đây, tao đánh chết mày 100 lần. Phập, sau 10 mấy hiệp, Độc Cô Vấn Thiên sớm đã mặt mày sưng vùi. Ánh mắt nhìn sang Diệp Bách Minh có thêm mỗi sợ. Không dám ra tay nữa ồ. Độc Cô Bá Đạo tỏ ra càng lúc càng thất vọng. Thằng con trai này, phế rồi. Trái tim võ đạo đã mòn. Lúc này, Tiêu Vô Tướng đưa một đám người đến, tiền bối, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ông giao. Đưa lên đây. Hạ lệnh một tiếng, 9 vị sư tỷ và Đông Phương Xá Nguyệt, Diệp Nặc bị áp giải đến. Sư tỷ, mọi người, vẻ mặt Diệp Bắc Minh biến sắc. Độc Cô Vấn Thiên võ tay cười lớn, ha ha ha.
đến đúng lúc lắm. Tiêu vô tướng, ông nghe đây cho tôi, nếu tên phế vật này dám đánh trả, ông lập tức giết một người. Tôi xem cậu ta có thể đánh trả mấy lần. Vừa dứt lời, Độc Cô Vấn Thiên bước lên lướt đến trực tiếp đứng trước người Diệp Bắc Minh, tấn công ra một quyền. Cánh tay của Diệp Bắc Minh khẽ động. Trong con mắt của Độc Cô Vấn Thiên lóe lên tia sợ hãi, mày dám ra tay. Mày thử xem. Diệp Bắc Minh chỉ đành kiềm chế cơn lửa giận. Phập. Năm đấm của Độc Cô Vấn Thiên đập vào lồng ngực, một cảm giác nóng rất truyền đến. Ha ha ha, phế vậy, mày ra tay đi. Thấy Diệp Bắc Minh không dám ra tay, Độc Cô Vấn Thiên cười thích thú, vừa nãy chẳng phải mày rất lợi hại sao? Chẳng phải mày muốn đánh nổ tao sao? Phập. Quyền thứ hai giáng xuống, đánh trả đi. Phập. Quyền thứ ba tấn công ra, máu nóng trong cơ thể Diệp Bắc Minh sôi sục. Mày ra tay cho tao đi. Phế vật, ngay cả ra tay mà mày cũng không dám. Phập, phập, phập. Một lúc tấn công ra mười mấy quyền, Diệp Bắc Minh không ngừng lùi lại. Cuối cùng xương ngực phát ra một tiếng rắc rắc giòn tan, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu sư đệ, chín sư tỷ kinh hãi kêu lên. Đông Phương Sáo Nguyệt cắn chặt môi, lo lắng nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Nặc lo lắng khóc lóc, bố ơi, hu hu hu. Đừng đánh bố của tôi. Ô, đây là con gái mày hả? Độc Cô Vấn Thiên cười, chỉ vào Diệp Nặc, Tiêu Vô Tướng, nó khóc khó nghe quá, ke lưỡi của nó cho tôi. Gió Tiêu Vô Tướng gật đầu, giơ tay tóm về phía Diệp Nặc. Đông Phương Sáo Nguyệt kinh hãi kêu lên, đừng động vào con gái tôi. Cút. Tiêu Vô Tướng tát một cái qua, Đông Phương Sáo Nguyệt bị đập bay một cách vô tình. Diệp Nặc òa khóc lớn, hu hu hu, đừng đánh mẹ tôi. Đừng động vào Nặc Nhi. Chín vị sư tỷ muốn ra tay, bị mấy ông lão áp chế. Tiêu Vô Tướng tóm cổ của Diệp Nặc, tỏ vẻ mặt dữ tợn, là mày tự thè lưỡi ra, hay để tao lôi ra. Bản quyền ổ tay khẽ dùng sức. Cảm giác khó thở truyền đến. Diệp Nặc trợn ngược mắt. Vãi. Diệp Bắc Minh hoàn toàn nổi giận, tiểu tháp, bùng phát toàn lực cho tôi. Thần tôn, thần hoàng cái chó gì chứ, giết hết cho tôi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, nhưng cái khỉ gì? Diệp Bắc Minh gào lên, tôi đã tiến vào thần giới rồi, còn phải chịu ấm ức như vậy. Ông cứ vậy nhìn sư tỷ, vợ, và con gái của tôi bị người khác uy hiếp vậy hả? Vãi! Nếu ông sợ chết như vậy, tôi cần ông làm gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc. Liền sau đó, cất tiếng nói, được, đã như vậy, bản tháp bại lộ hoàn toàn thì đã làm sao? Giết, trong tích tắc, một luồng sát ý ngút trời ngưng tụt. Tiêu Vô Tướng giật mình, không nhịn được nhìn sang Diệp Bắc Minh. Lúc này, ông ta có cảm giác như rơi xuống 9 tầng địa ngục. Hả? Độc Cô Bá Đạo cũng không nhịn được ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bắc Minh, khí tức của nguy hiểm. Làm sao có thể, trên người của tên nhóc này có thứ có thể uy hiếp được mình. Lúc Tháp Càn Khôn Chấn Ngục định ra tay. Một giọng nói già nua vang lên, buông cô bé đó ra kẻ nào. Tiêu Vô Tướng quay đầu. Chỉ thấy, một ông lão nhếch nhác chậm rãi đi đến. Vừa nhìn đã có cảm giác sởn tóc gáy. Cánh tay tóm chặt Diệp Nặc buông lỏng mấy phần, Diệp. Nặc gọi một tiếng, ông ăn xin, ông ta ức hiếp Nặc Nhi. Soạt. Ông lão nhếch nhác bước ra một bước, phút chốc đứng trước người Tiêu Vô Tướng. Tiêu Vô Tướng phản ứng lại, đập một quyền về phía ông lão nhếch nhác, một lão ăn xin cũng dám ra mặt, cú ti. Rắc, một tiếng giòn tan. Khoảnh khắc nằm đấm của Tiêu Vô Tướng tiếp xúc với lồng ngực của ông lão nhếch nhác, lại. Nổ tung. Cả cánh tay biến mất, Tiêu Vô Tướng bị sức mạnh của một quyền này đánh ngược lại. Ngã xuống đất các hàng chục mét vô cùng thê thảm, thành chủ. Đám cường giả thành vạn tượng hít khí lạnh. Tiêu Vô Tướng vừa phun ra máu vừa kinh hãi hỏi ông. Ông là ai? Ông lão nhếch nhác đỡ lấy Diệp Nặc, cô bé, có ông ở đây, không ai dám ức hiếp cháu. Diệp Nặc nhìn Đông Phương Xá Nguyệt bị thương, ông ăn xin, cứu mẹ của cháu. Ông lão nhếch nhác cười, bước đến một bước. Lập tức xuất hiện trước người Đông Phương Xá Nguyệt, chậm rãi ngồi quỳ xuống. Lòng bàn tay xuất hiện 9 cây châm cảm vào trong cơ thể Đông Phương Xá Nguyệt. Trong tích tắc, thương tích trên người Đông Phương Xá Nguyệt hồi phục lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Sau mấy hơi thở ngắn ngủi, lại có thể đứng lên. Mẹ! Diệp Nặc nhào vào lòng Đông Phương Xá Nguyệt. Diệp Bắc Minh kinh ngạc nhìn ông lão nhếch nhác,
sức mạnh của chín cây kim châm lại còn khủng bố hơn quỷ môn thập tam châm. Độc Cô Bá Đạo nhìn chằm che mông lão nhếch nhác, cửu chuyển hoàn hồn châm được gọi là chỉ cần còn một hơi thở vẫn cứu sống được, ông chính là thánh tử cuối cùng của Thái Dương Tông. Ông lão nhếch nhác lắc đầu, thật không ngờ hàng triệu năm trôi qua, còn có người nhớ tôi. Cái gì, ông chính là thánh tử cầu Thái Dương Tông, đồng tử của Tiêu Vô Tướng co mạnh lại, suýt nữa cần vào. Lưỡi, Thái Dương Tông, chính là Thái Dương Tông đã bị diệt từ hàng triệu năm trước. Lại thực sự có truyền nhân còn sống. Suýt, vậy chẳng phải ông ta đã sống hơn một triệu năm rồi ư? Đám võ giả của thành Vạn Tượng không ngừng hít khí lạnh, bị dọa sợ thực sự. Độc Cô Vấn Thiên khinh thường lắc đầu, Thái Dương Tông, Nguyệt Lượng Tông cái gì? Bố, tông môn nhỏ bé này có gì đáng sợ? Trực tiếp giết lão ăn xin này, con muốn Diệp Bắc Minh chết. Bốp, Độc Cô Bá Đạo trực tiếp tát một cái qua. Đánh cho Độc Cô Vấn Thiên lăn lộn dưới đất, nhìn ông ta với vẻ mặt kinh sợ, bố, con. Câm miệng. Sắc mặt Độc Cô Bá Đạo nghiêm trọng, quay lại chắp tay với ông lão nhếch nhác, tiền bối, con trai tôi nói lời không tôn trọng, vấn bối đã dạy bảo rồi. Ông lão nhếch nhác thản nhiên cười nói, con trai ông. Quá cồng ngạo, sớm muộn sẽ chết thảm, tôi không so đo với cậu a. Sắc mặt Độc Cô Bá Đạo tái xanh, lạnh lùng lên tiếng. Vừa nấy tiền bối ra tay là có ý gì? Chẳng lẽ Thái Dương Tông muốn đối địch với Điện Thần Hoàng sao? Theo tôi được biết, Thái Dương Tông đã bị diệt hàng triệu năm, chỉ còn lại một mình tiền bối. Tôi khuyên tiền bối một câu, ông đừng tham gia vào chuyện này thì tốt hơn. Ông lão nhếch nhác thản nhiên nói, tôi cứ tham gia đấy, ông có thể làm gì? Lúc này, sắc mặt Độc Cô Bá Đạo đông cứng lại, tiền bối, phía sau tôi là Thần Hoàng. Bốp! Độc Cô Bá Đạo vẫn chưa nói hết câu, chỉ nghe một tiếng giòn tan. Liền sau đó, Độc Cô Bá Đạo biến mất. Liền sau đó, phập một tiếng vang lên, mọi người không nhịn được quay đầu nhìn. Vãi! Một tòa đại điện cao trắm trượng cách hàng chục dặm nổ tung, ánh lửa ngút trời. Một cái đập của ông lão nhếch nhác, lại trực tiếp đánh bay Thần Hoàng Bá Đạo. Tiêu Vô Tướng sợ đến không ngừng run rẩy. Độc Cô Vấn Thiên sợ đến quỳ dưới đất. Run lẩy bẩy. A! Một tiếng gầm tức giận vang trời. Độc Cô Bá Đạo bò ra từ trong đống đổ nát với đôi mắt đỏ. Bừng, gầm lên như thú hoang, ông quá cuồng ngạo rồi, thực sự phải đắc tội với Điện Thần Hoàng sao? Ông lão nhếch nhác thản nhiên nói, ông có thể đại diện cho Điện Thần Hoàng không? Còn chưa tiến vào tổ cảnh, đã bắt đầu ra vẻ phải không? Làm người phải khiêm tốn, cho dù ông là cảnh giới Thần Hoàng đỉnh phong. Tôi muốn giết ông cũng chỉ trong một ý nghĩ thôi. Ông, Độc Cô Bá Đạo, toàn thân băng lạnh, đưa theo người của ông, cút đi. Ông lão nhếch nhác không hề nể mặt, chỉ về phía đám người Diệp Bắc Minh, bắt đầu từ hôm nay, những người này đều là đệ tử của Thái Dương Tông tôi. Cái gì? Độc Cô Bá Đạo sửng sốt. Ông lão nhếch nhác nhìn sang mấy người Diệp Bắc Minh, các người có đồng ý gia nhập Thái Dương Tông tôi không? Đệ tử đồng ý. Diệp Bắc Minh không hề do dự, tiến lên một bước, quỳ một chân xuống. Chín sư tỷ và Đông Phương Xá Nguyệt cũng làm theo. Ha ha hét tốt, Thái Dương Tông tôi đã có người kế thừa rồi. Ông lão nhếch nhác cười vui vẻ. Liền sau đó, một luồng sát ý ngưng tụ giáng lên người Độc Cô Bá Đạo, còn không cút đi. Đi! Độc Cô Bá Đạo không chịu được sát ý này, tóm lấy Độc Cô Vấn Thiên nhếch nhác bỏ đi. Diệp Bắc Minh tiến lên, cảm ơn tiền bối ra tay. Ông lão nhếch nhác lướt nhìn xung quanh một cái, nơi này không phải là nơi nói chuyện, đi theo tôi. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu, mọi người liền rời khỏi theo ông lão nhếch nhác. Khoảnh khắc bước ra thành Vạn Tượng, thiên nhận băng kích động, không có thiên kiếp giáng xuống, chúng ta thoát khỏi thân phận kẻ vượt biên thành công rồi. Tốt quá rồi. Các sư tỷ khác mừng đến phát khóc. Diệp Bắc Minh nhìn sang ông lão nhếch nhác, tiền bối, tại sao ông đột nhiên thay đổi chủ ý? Ông lão nhếch nhác cau mày, nhìn kỹ Diệp Bắc Minh hai cái. Ánh mắt trầm xuống, nhìn lên tay trái của anh. Cậu nhóc, cho tôi xem tay trái của cậu. Diệp Bắc Minh đưa tay trái ra. Ông lão nhếch nhác tóm lấy, ngắm kỹ một lúc, con mắt trở nên kích động, không hổ là cánh tay của thần, bị cảnh giới Thần Hoàng đỉnh phong tấn công cũng không có gì đáng ngại. Nếu không phải là cánh tay này chưa hoàn toàn dung hợp với cậu, thì cậu cũng sẽ không bị thương. Chẳng lẽ tất cả đều là ý trời sao?
Nói xong, ông lão nhếch nhác rơi vào trầm tư. Vẻ mặt của Diệp Bắc Minh hơi cổ quái, tiền bối, tay trái này của tôi đã dung hợp một cánh tay xương chí tôn hoàn chỉnh, tại sao ông nói nó là tay trái của thần? Ông lão nhếch nhác không trả lời. Tiền bối, Diệp Bắc Minh gọi mấy lần. Cuối cùng ông lão nhếch nhác phản ứng lại, ngưng trọng nhìn Diệp Bắc Minh, cậu nhóc, tôi vốn nghĩ Thái Dương Tông hoàn toàn đứt truyền thừa rồi. Bây giờ xem ra, cậu xuất hiện là ông trời lại cho Thái Dương Tông một cơ hội. Bây giờ cậu đã là đệ tử của Thái Dương Tông, có muốn bái tôi làm sư không? Hả, Diệp Bắc Minh ngẩn người. Ông lão nhếch nhác thấy phản ứng của Diệp Bắc Minh, còn nghĩ anh không muốn. Trong con mắt lóe lên tia thất vọng, nếu không muốn thì thôi vậy. Các người đã thoát khỏi thân phận kẻ vượt biên, muốn rời đi thì đi đi. Mạch Thái Dương Tông coi như đã đứt truyền thừa. Nói xong, quay người định bỏ đi, bóng lưng đầy cô đơn. Diệp Bắc Minh vội vàng lên tiếng, tiền bối, ông hiểu nhầm rồi. Trước khi gặp được tiền bối, vãn bối đã có 105 vị sư phụ. Nếu tiền bối muốn nhận vãn bối làm đồ đệ, thì sẽ là sư phụ thứ 106 của vãn bối. Vãn bối do dự là vì lo lắng sau khi tiền bối biết chuyện này, sẽ phải suy nghĩ. Ông lão nhếch nhác dừng bước chân, quay đầu ngạc nhiên nhìn Diệp Bắc Minh, thật không? Hoàn toàn là thật, Diệp Bắc Minh gật đầu. Anh nói lại tình hình đại khái của mình một lượt. Ông lão nhếch nhác cười lớn, ha ha ha, tôi coi là cái gì chứ? Bao nhiêu người muốn nhận cậu làm đệ tử, cho thấy thiên phú của cậu thực sự nghịch thiên. Thôi vậy. Nói xong, khế quát một tiếng, Diệp Bắc Minh, cậu có muốn làm đệ tử của Lâm Huyền Phong tôi không? Đệ tử muốn. Diệp Bắc Minh thụp một tiếng quỳ xuống đất, trực tiếp dập đầu. Tốt, 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 Lâm Huyền Phong kích động tiến lên. Hai tay đỡ lên Diệp Bắc Minh, đồ nhi ngoan, bắt đầu từ bây giờ, cậu không những là đệ tử của Lâm Huyền Phong tôi. Hơn nữa vi sư cũng truyền lại vị trí tông chủ của Thái Dương Tông cho cậu. Bắt đầu từ bây giờ, nhiệm vụ nặng nề chấn hưng Thái Dương Tông giao cho con đấy. Vi sư tin con chắc chắn sẽ làm được. Diệp Bắc Minh hoàn toàn ngẩn người. Chuyện gì vậy? Nhiệm vụ nặng nề chấn hưng Thái Dương Tông. Sao cứ có cảm giác mắc bẫy? Anh giật khóe miệng, sư phụ, không cần nhanh thế chứ. Đồ nhi cũng không chạy mài. Bỗng nhiên, Lâm Huyền Phong ngồi khoanh chân. Khí tức trên người mau chóng hư yếu, chớp mắt đã biến thành một ông lão gần đất xa trời, sinh mệnh có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Sư phụ, vẻ mặt Diệp Bắc Minh biến sắc, sư phụ làm sao vậy? Lâm Huyền Phong cười khổ một tiếng, cậu đoán xem tại sao vừa nãy vi sư không trực tiếp giết độc cô bá đạo. Còn không phải vì không đủ sức mạnh. Sinh mệnh của vi sư đã sắp kết thúc rồi. Vừa nãy đã dùng sức lực cuối cùng, nhận các cậu vào Thái Dương Tông. Nghe thấy lời này, Diệp Bắc Minh sững sờ. Một cảm giác tự trách nổi lên trong lòng, sư phụ, xin lỗi, nếu không phải vì con thì sư phụ. Lâm Huyền Phong cười hào sảng một tiếng, cắt ngang Diệp Bắc Minh, cậu nhóc, cậu cũng đừng tự trách. Tất cả đều có số trời. Thái Dương Tông làm trái ý trời nên chịu báo ứng, dẫn đến truyền thừa suýt đứt đoạn. Hôm nay, ông trời có thể cho Thái Dương Tông một cơ hội, vi sư đã rất biết đủ rồi. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, sư phụ, chẳng lẽ Thái Dương Tông bị diệt môn còn có ẩn tình khác? Ây! Lâm Huyền Phong thở dài một tiếng, còn chẳng phải vì tham lam ư, năm đó Thái Dương Tông vô cùng hưng thịnh. Chỉ tiếc là mấy vị lão tổ không biết nghe được tin từ đâu. Sâu trong một chiến trường cổ xưa phát hiện lượng lớn xương chí tôn, lão tổ gần như dẫn cả những người cấp cao của Thái Dương Tông đến đó. Sau này, nói đến đây, trong đôi mắt đục ngầu của Lâm Huyền Phong lóe lên tia sợ hãi, chết. Tất cả chết hết. Bảy lão tổ, gần 30 thần hoàng đều chết ở đó. Ị, ha ha ha, báo ứng, toàn bộ đều là báo ứng. Lâm Huyền Phong trở nên điên cuồng, vừa cười lớn vừa chảy nước miếng. Ngay cả sâu trong đôi mắt cũng nổi lên tia máu. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh biến sắc, vội vàng ra tay khiến Lâm Huyền Phong bình tĩnh lại. Sư phụ không sao chứ? Tôi không sao, Lâm Huyền Phong lắc đầu. Diệp Bắc Minh giật mí mắt, sư phụ, rốt cuộc là nơi nào lại khiến sư phụ sợ hãi như vậy? Lâm Huyền Phong kiên quyết lắc đầu, đồng tử co lại, đồ nhi, cậu đừng hỏi nữa. Một khi cậu biết nơi này, chắc chắn mang đến nguy hiểm cho cậu. Thái Dương Tông là ví dụ tốt nhất,
nơi này có thể khiến Thái Dương Tông bị hủy diệt trong một đêm vào lúc hưng thịnh nhất, rốt nhất cậu không cần biết gì hết. Diệp Bắc Minh cau chặt mày. Tiểu Tháp, sư phụ tôi làm sao thế? Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, thần hồn của ông ta một khi nhớ lại chuyện xưa, sẽ chịu kích thích cực lớn. Tôi đoán, ông ta bị thứ gì dọa sợ rồi. Diệp Bắc Minh nghĩ mãi mà không hiểu, sư phụ đã là cảnh giới tổ thần, rốt cuộc là cái gì khiến ông ấy sợ hãi như vậy? Lúc này, khí tức của Lâm Huyền Phong càng lúc càng hư yếu. Đồ nhị, vi sư đã đến giới hạn, đây là chiếc nhẫn trưởng môn của Thái Dương Tông. Nhẹ nhàng giơ tay, đưa qua một chiếc nhẫn màu đen. Không phải bằng vàng cũng không phải sắt, chỉ một màu đen. Một con rồng đen khác nổi vờn quanh chiếc nhẫn, sinh động như thật. Lúc Diệp Bắc Minh nhận lấy chiếc nhẫn, Lâm Huyền Phong nở một nụ cười an ủi, Thái Dương Tông, cuối cùng đã có người kế thừa rồi. Vi sư còn có một tâm nguyện cuối cùng. Diệp Bắc Minh nắm lấy bàn tay khô gầy của Lâm Huyền Phong, sư phụ nói đi. Lâm Huyền Phong nhìn ra chân trời, khóe miệng cong lên vẻ thanh thản, đưa di thể của vi sư về Thái Dương Tông hỏa thiêu, đến lúc đó vi sư cho cậu một món quà lớn. Một món quà lớn. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Sư phụ, Dung Nhi, con đến đây. Lâm Huyền Phong giữ nguyên nét mặt ở trạng thái đó. Sư phụ. Diệp Bắc Minh nhìn Lâm Huyền Phong phía trước, sống mũi cay cay. Anh và Lâm Huyền Phong tổng cộng chỉ gặp nhau hai lần, không ngờ đã kết duyên phận sư đồ. Lúc này, Lâm Huyền Phong chết trước mặt, trong lòng anh thương xót và đau khổ. Tiểu sư đệ, con người chết rồi không thể sống lại. Bớt đau buồn, chín vị sư tỷ tiến lên, Diệp Bắc Minh lặng lẽ thu cất di thể của Lâm Huyền Phong, đi thôi, chúng ta đến Thái Dương Tông. Cùng lúc đó, trong một cung điện khổng lồ của Điện Thần Hoàng. Độc Cô Bá Đạo ngồi trên ghế rồng điêu khắc chín con rồng vàng, sắc mặt tái xanh đến khó coi tương đương. Thái Dương Tông, đã bị diệt hàng triệu năm, lại vẫn đến đối đầu với bản hoàng. Nếu không phải bản hoàng kiêng sợ thực lực cảnh giới tổ thần ông, thì đâu thể chịu nhục như vậy, nghĩ đến bị Lâm Huyền Phong tát một cái. Khuôn mặt già của Độc Cô Bá Đạo nóng rát, dường như vẫn còn đau. Độc Cô Vấn Thiên quỳ dưới đất, cúi đầu nhỏ tiếng nói, chỉ cần bố tiến vào cảnh giới tổ thần, thì không sợ người của Thái Dương Tông đó nữa. Hừ, Độc Cô Bá Đạo lạnh lùng hừ một tiếng, con tưởng bố cảnh giới tổ thần, bố muốn vào thì có thể vào sao? Chuẩn bị bao nhiêu năm nay, tất cả đều đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ thiếu phần thiên chi diễm làm vật dẫn, ông lão đó bảo vệ bên cạnh tên phế vật này, con muốn bố đi cướp hả? Bố! Có lẽ còn có cách khác. Độc Cô Vấn Thiên chuyển chủ đề. Hừ, Độc Cô Bá Đạo cười khinh thường, con có thể có cách gì? Nếu cái đầu của con có thể nghĩ ra cách, thì sẽ không bị một tên phế vật đè ra đánh. Bố bị con làm mất hết mặt mũi rồi. Trong đầu Độc Cô Vấn Thiên vụt lên khuôn mặt của Diệp Bắc Minh, chỉ hận không thể lập tức xé nát NHTL. Nhận nhịn nỗi nhục, Độc Cô Vấn Thiên vẫn nói, bố, con có cách thật. Bố vẫn luôn bế quan, vẫn chưa biết dạo này Điện Thần Hoàng xảy ra chuyện gì phải không? Độc Cô Bá Đạo cau mày. Tuy thằng con trai này không được việc, nhưng ít nhất sẽ không nói bừa ồ. Chẳng lẽ Thiên Nhi thực sự có cách? Suy nghĩ một lúc, đúng là bố không biết dạo này Điện Thần Hoàng xảy ra chuyện gì, làm sao? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến việc bố tăng cấp cảnh giới tổ thần? Độc Cô Vấn Thiên trực tiếp nói, Khuynh Thành Thần Hoàng trở về rồi. Con nói cái gì? Con người của Độc Cô Bá Đạo co lại, khuôn mặt vốn châm xuống lộ ra vẻ vui mừng, Khuynh Thành về rồi. Con nói thật chứ? Bố, con còn dám lừa bố sao? Chuyện này bố cứ hỏi bất kỳ ai thì cũng đều biết, Độc Cô Vấn Thiên cười khổ lắc đầu. Sau đó, Độc Cô Vấn Thiên chuyển giọng, bố tu luyện thần công bá đạo, thuộc công pháp cực dương. Công pháp của Khuynh Thành thần hoàng lại là cực âm, nếu bố có thể thuyết phục cô ta song tu với bố. Bố đột phá cảnh giới tổ thần há chẳng phải dễ như trở bàn tay. Độc Cô Bá Đạo sượt một cái đứng lên. Ánh mắt ông ta rực lửa, khuôn mặt già càng thêm kích động. Đồng thời, trong mắt Độc Cô Vấn Thiên lóe lên tia dao động. Độc Cô Bá Đạo cảm thấy hơi thất thố trước mặt con trai, lại chậm rãi ngồi xuống, tính cách của Khuynh Thành cao ngạo lạnh lùng, muốn bảo cô ta đồng ý song tu, sợ rằng khó hơn lên trời. Độc Cô Vấn Thiên khẽ cười lắc đầu, bố. Con đã nghe ngóng rồi. Lần này Khuynh Thành thần hoàng quay về, hình như chưa tu luyện viên mãn.
hình như cũng bị tổn thương nặng, chẳng lẽ cô ta không muốn mau chóng hồi phục thực lực sao? Phải biết rằng, nơi này là Điện Thần Hoàng, nếu để quá nhiều người biết thực lực của cô ta bị tổn thương, chắc chắn cô ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ánh mắt Độc Cô Bá Đạo sang lên. Nhìn Độc Cô Vấn Thiên với ánh mắt nghi ngờ, Thiên Nhị, còn lại để tâm chuyện này như vậy. Độc Cô Vấn Thiên vội giải thích bố, nếu bố trở thành tổ thần, thì sau này con có thể hoành hành rồi. Đồ chẳng ra gì. Độc Cô Bá Đạo mắng một tiếng. Độc Cô Vấn Thiên nhân cơ hội cười nói, Thiên Nhi chúc mừng bố cưới được Khuynh Thành Thần Hoàng trước, sau này gặp Khuynh Thành Thần Hoàng, e rằng con phải gọi một tiếng mẹ rồi. Độc Cô Bá Đạo nhìn con trai, bỗng nhiên chuyển chủ đề, năm đó bố đập chết mẹ con không hận bố sao? Con người của Độc Cô Vấn Thiên co lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Độc Cô Bá Đạo. Gật đầu chắc chắn, hận, sắc mặt Độc Cô Bá Đạo lạnh băng mấy phần. Độc Cô Vấn Thiên bình tĩnh lên tiếng, nhưng hận, thì có thể làm gì chứ? Bố là bố của con, chẳng lẽ con phải giết bố báo thù cho mẹ sao? Bao nhiêu năm trôi qua, con đâu còn tình cảm gì với bà ấy. Bây giờ con trai chỉ hy vọng bố có thể thành công tiến vào cảnh giới tổ thần, thiên thu vạn đại. Trong ánh mắt của Độc Cô Bá Đạo lóe lên một niềm an ủi. Mình cũng hơi hà khắc với thằng con trai này rồi. Thiên Nhi, uống cầm uống viên đan dược này đi. Vừa giơ tay, một viên đan dược màu vàng lơ lửng trong không trung. Gru! Một tiếng rồng gầm vang lên. Đan Long Tủy! Độc Cô Vấn Thiên kích động suýt nhảy lên, thục một tiếng quỳ dưới đất cảm ơn bối. Độc Cô Bá Đạo đưa tay ra đỡ, Độc Cô Vấn Thiên đứng lên, sau này dừng cứ động một cái là quỳ, chúng ta là bố con, không cần phải làm vậy. Vâng. Độc Cô Vấn Thiên kích động gật đầu. Ông ta đưa tay ra xoa đầu con trai. Bỗng nhiên, một miếng ngọc bội bay vào qua cửa đại điện, phá vỡ cảnh tượng cha hiên con thảo này. Độc Cô Bá Đạo điểm một cái. Trong ngọc bội vang lên giọng của Tiêu Vô Tướng ở thành Vạn Tượng, tiền bối Độc Cô, chuyện đại mừng. Nói, chẳng phải ông bảo tôi âm thầm theo dõi đám người Diệp Bắc Minh sao, ngay nửa tiếng trước họ đã rời khỏi thành Vạn Tượng. Nhưng ông đoán xem đã xảy ra chuyện gì. Đám người Diệp Bắc Minh vừa rời khỏi, thì ông lão ăn xin đã tỏa hóa rồi. Độc Cô Bá Đạo kinh ngạc, ông nói gì? Không thể tin nổi hỏi lại một câu, ông nói là lão thánh tử của Thái Dương Tông tỏa hóa rồi. Đúng thế. Tiêu Vô Tướng ở bên khác gật đầu mạnh, tôi tận mắt nhìn thấy, ông lão bẩn thỉu đó tên là Lâm Huyền Phong. Tỏa hóa ngay bên ngoài thành Vạn Tượng, hơn nữa tôi còn lén nghe được cuộc trò chuyện của họ. Lâm Huyền Phong này giao vị trí tông chủ của Thái Dương Tông cho Diệp Bắc Minh, còn đưa cho hắn chiếc nhẫn ngọc tượng trưng cho vị trí tổng chủ của Thái Dương Tông. Độc Cô Bá Đạo vô cùng vui mừng. Tốt, tốt, quả nhiên là tin tốt. Triệu năm trước tuy Thái Dương Tông bị tiêu diệt, nhưng vẫn luôn chưa tìm được di sản của Tông Môn. Chiếc nhẫn ngọc này chắc chắn đã ghi chép lại kho báu của Thái Dương Tông để lại. Tiêu Vô Tướng, cuối cùng ông đã làm đúng một chuyện. Độc Cô Bá Đạo lập tức thề, nếu chứng thực chiếc nhẫn tông chủ của Thái Dương Tông thực sự trong tay Diệp Bắc Minh, từ nay về sau chuyện của thành Vạn Tượng chính là chuyện của Độc Cô Bá Đạo tôi. Cảm ơn tiền bối. Tiêu Vô Tướng kích động đến suýt khóc. Có cảm giác như một nhân viên thời vụ bỗng nhiên trở thành nhân viên chính thức. Giọng của Độc Cô Bá Đạo vang lên, đúng rồi, bây giờ đám người Diệp Bắc Minh đang ở đâu? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 88.